15 loài nguy cấp nhất trên trái đất. Hành tinh của chúng ta, trái đất, là nơi sinh sống của hơn 30 triệu loài động vật. Tuy nhiên, một số loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sự can thiệp của con người để tiêu thụ hoặc giải trí. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng được tìm thấy trên khắp thế giới. Nguy cấp có nghĩa là loài động vật này gần như tuyệt chủng. Nhiều lý do khác nhau được đặt ra cho sự tuyệt chủng của những loài động vật này, cho dù đó là để sử dụng lông của chúng, nguồn dầu của chúng hay làm nguồn thực phẩm cho con người. Có một số loại khác nhau của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ở đây chúng ta sẽ xem xét một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất hiện có. 1. Chim gõ kiến có mỏ bằng ngà. Chim gõ kiến mỏ ngà là loài cực kỳ nguy cấp. Nó sống ở Đông Nam Hoa Kỳ và một phần của Cuba. Đây là một loài chim gõ kiến khổng lồ đã tuyệt chủng cho đến năm 2004. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đã đưa ra tuyên bố sau khi báo cáo rằng loài chim gõ kiến mỏ ngà đã được tìm thấy ở Arkansas, 60 năm sau khi nó được cho là đã tuyệt chủng. Ngay cả bây giờ, chỉ có một số ít chim gõ kiến vẫn còn ở xung quanh. Nó là một loài động vật rất dễ bị tổn thương. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, Dịch vụ Cá động vật Hoang dã Hoa Kỳ và các cộng đồng địa phương đã làm việc không mệt mỏi trong nhiều năm để giữ nguyên vẹn những cảnh quan tuyệt đẹp này và giúp loài chim tồn tại. 2. Báo Amu. Báo Amu là một loài báo quý hiếm chỉ được tìm thấy ở vùng Primorye phía bắc nước Nga. Vùng này có rất nhiều tuyết và lạnh. Có một thời, loài báo cũng được tìm thấy ở Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng loài báo này đã không còn ở những khu vực đó. Báo Amu còn được gọi là báo Viễn Đông, báo Mãn Châu hoặc báo Hàn Quốc. Báo Amu có thể chạy với tốc độ lên đến 37 dặm một giờ và đã được ghi nhận là có thể nhảy hơn 19 feet theo chiều ngang và lên đến 10 feet theo chiều dọc. Loài báo Amu cực kỳ nguy cấp, sống đơn độc, chân ngắn và mạnh mẽ. Nó mang dấu những con mồi đã ăn gian dở để chúng không bị những kẻ săn mồi khác cướp mất. Một số con được ở lại với con cái sau khi giao phối và thậm chí có thể giúp nuôi dưỡng con non. Một số con được đôi khi đi theo và tranh giành một con cái. Chúng sống từ 10, 15 năm và trong điều kiện nuôi nhốt lên đến 20 năm. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chỉ còn 84 con và một số con báo Amu trưởng thành còn tồn tại trên thế giới hiện nay. 3. Tê giác Java. Tê giác Java là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng hàng đầu trong số 5 loài tê giác. Loài này có màu xám đen và có một chiếc sừng duy nhất dài tới khoảng 10 inch. Da của nó có một số nếp gấp lỏng lẻo và trông giống như lớp mạ áo giáp. Tê giác Java trông rất giống với loài tê giác một sừng lớn hơn có họ hàng gần, nhưng đầu của chúng nhỏ hơn nhiều và các nếp gấp trên da ít rõ ràng hơn. Ước tính có khoảng 58-68 con tê giác vẫn còn sống cho đến ngày nay, những con sống ở Indonesia trong vườn quốc gia Ujung Kulon. Loài vật này từng sống khắp vùng Đông Bắc Ấn Độ và Đông Nam Á. Con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam bị săn trộm vào năm 2010. Con vật này bị săn bắn nhiều như vậy vì cái sừng của nó. 4. Vượn cáo. Vượn cáo có thể dễ dàng nhận ra bởi chiếc đuôi dài, rậm rạp và đôi mắt trong suốt. Chúng chỉ được tìm thấy trên đảo Madagascar và quần đảo Comoro. Khu vực này được tìm thấy trên bờ biển phía đông nam của châu Phi. Những sinh vật độc đáo này bị đe dọa nhiều nhất trong tất cả các loài linh trưởng. Hơn 100 loài vượn cáo khác nhau được tìm thấy, tất cả đều có nguy cơ tuyệt chủng. Ngày nay hầu như không còn loài vượn cáo nào thuộc bất kỳ loài nào. Mặc dù chúng không nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp, nhưng có rất ít loài động vật này được tìm thấy ở bất kỳ đâu. 5. Cá voi phương Bắc. Cá voi phương Bắc là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong các loài cá voi. Cá voi Bắc Đại Tây Dương có thể dễ dàng được xác định bởi các vết chai trắng trên đầu, rất dễ nhận thấy so với cơ thể màu xám đen của cá voi. Nó có lưng rộng không có vây lưng và miệng dài hình vòng bắt đầu phía trên mắt. Cá voi phương Bắc thường kiếm ăn bằng cách bơi qua một bầy sinh vật phù du với miệng há to và đầu nhô lên một chút so với bề mặt. Nó được tìm thấy xung quanh các bờ biển Đại Tây Dương của Canada cũng như Hoa Kỳ, với khoảng 300-350 con cá voi khác nhau vẫn được tìm thấy. Loài cá voi này bị săn bắt vì lượng dầu trong cơ thể của nó. Nó là loài cá voi được bảo vệ. Cá voi phương Bắc được tìm thấy thường xuyên hơn ở các vùng nước ven biển,
đặc biệt là trong mùa sinh sản. 6. Vaquita. Vaquita là một họ cá heo và là động vật có vú biển quý hiếm nhất thế giới, đang trên bờ vực tuyệt chủng. Mặt trên hoặc mặt lưng của nó có màu xám đen, các mặt bên màu xám nhạt và mặt dưới hoặc mặt bụng màu trắng với những mảng dài màu xám nhạt. Vaquita có một vòng sẫm màu lớn xung quanh mắt và những mảng sẫm màu trên môi tạo thành một đường mỏng từ miệng đến vây ngực. Chúng thường được tìm thấy gần bờ nhất ở vùng nước nông của vịnh, mặc dù chúng nhanh chóng bơi đi nếu có thuyền đến gần, chỉ còn lại khoảng 10 cá thể. Loài cá heo nhỏ này được phát hiện vào năm 1958. Và hơn nửa thế kỷ sau, chúng đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vaquita thường bị bắt và chết đuối trong mang cá được sử dụng bởi các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong các khu vực biển được bảo vệ bên trong vịnh California của Mexico, đặc biệt là ở vùng nước giữa Mexico và Baja California. Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và môi trường sống của chúng. Số lượng cá heo Vaquita đã giảm mạnh trong vài năm gần đây. 7. Tê giác đen. Tê giác đen là một loài khác nằm trong danh sách các loài nguy cấp sắp tuyệt chủng vĩnh viễn. Vào thế kỷ 20, quần thể tê giác đen đã suy giảm nghiêm trọng dưới bàn tay của những người săn bắt và định cư châu Âu. Từ năm 1960 đến 1995, số lượng tê giác đen đã giảm 98%, xuống còn dưới 2.500 con. Tuy nhiên, loài này đã có sự trở lại to lớn từ bờ vực tuyệt chủng. Những nỗ lực bảo tồn bền bỉ trên khắp châu Phi đã khiến số lượng tê giác đen tăng gấp đôi từ mức thấp trong lịch sử 20 năm trước lên từ 5.042 đến 5.455 con ngày nay. Tuy nhiên, tê giác đen vẫn được coi là cực kỳ nguy cấp. Biến đổi khí hậu và săn trộm để bán sừng của chúng với lợi nhuận cực cao được cho là hai lý do chính khiến số lượng loài này giảm. Vẫn còn rất nhiều công việc để đưa các con số lên, thậm chí chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đây. 8. Khỉ đột núi. Khỉ đột núi được tìm thấy trong các khu rừng trên núi cao, ở độ cao từ 8.000 đến 13.000 feet. Hơn 50% sống ở dãy núi Virunga, một loạt núi lửa đã tách giáp ranh với Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda và Uganda, và phần còn lại có thể được tìm thấy trong vườn quốc gia Bindi Impenton ở Uganda. Chúng có bộ lông dày hơn các loài vượn lớn khác. Bộ lông giúp chúng tồn tại trong môi trường sống nơi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới mức đóng băng. Người ta ước tính rằng hơn 1.000 con khỉ đột núi còn lại trên thế giới này, khiến nó trở thành một loài khác trong nhóm của danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Do hành vi hung hăng của chúng, mọi người bắt đầu có quan niệm sai lầm rằng chúng có nguy cơ lớn đối với sự an toàn của họ. Họ bắt đầu săn lùng chúng, và bất chấp các sáng kiến bảo tồn lặp đi lặp lại, quần thể của chúng vẫn không được bảo đảm khỏi những kẻ săn trộm. 9. Baji và Vaquita là hai loài động vật sống dưới nước đã được xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Baji được tìm thấy ở sông Dương Tử ở Trung Quốc và do đó được gọi là cá heo sông Dương Tử. Tuy nhiên, vào năm 2006, cá heo Baji được tuyên bố là tuyệt chủng về mặt chức năng. Tuy nhiên, chỉ có 3 con cá heo sông Dương Tử được tìm thấy trong một cuộc thám hiểm được thực hiện vào năm 2007. Mặc dù có nhiều sáng kiến khác nhau như tạo ra các khu bảo tồn tự nhiên dọc theo các khu vực trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, nhưng chúng không hiệu quả trong việc ngăn chặn cái chết ngẫu nhiên của cá heo sông Dương Tử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ loài cá heo bị xóa sổ khỏi hành tinh vì hoạt động của con người. 10. Sao la. Sao la còn được gọi là kỳ lân châu Á, nó hiếm khi được nhìn thấy những ngày này. Con vật này khá lớn và đã xuất hiện từ năm 1992, mặc dù chỉ được nhìn thấy trong những dịp hiếm hoi. Nó được coi là một loài động vật cực kỳ nguy cấp và chỉ được tìm thấy ở dãy núi Trường Sơn của Lào và Việt Nam. Sao la có thể được xác định bằng hai sừng song song với đầu nhọn ở cả con đực và con cái, có thể dài tới 20 inch. Được biết đến với tên gọi dê sừng dài trong tiếng Việt, nó giống gia súc hoặc linh dương và có những mảng trắng nổi bật trên mặt và các tuyến hàm trên lớn trên mõm. Có thể được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ hoặc thu hút bạn tình. 11. Khỉ đột sông Cross. Khỉ đột sông Cross chủ yếu được tìm thấy dọc theo biên giới phía nam Cameroon và Nigeria. Chỉ còn khoảng 200 đến 300 con khỉ đột sông Cross. Phân loài khỉ đột phương Tây này có bề ngoài rất giống với nhiều loài khỉ đột vùng đất thấp phía Tây, nhưng có thể tìm thấy sự khác biệt nhỏ về kích thước hộp sọ và răng. Khỉ đột sông Cross sống ở khu vực có nhiều người sinh sống.
con người đã xâm phạm lãnh thổ của khỉ đột, phá rừng lấy gỗ và tạo đồng ruộng cho nông nghiệp và chăn nuôi. Săn bắt trái phép, săn trộm xảy ra trong rừng cũng như khí hậu thay đổi là những nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng và mất nơi cư trú của loài khỉ đột sông Cross. Việc mất đi thậm chí một vài con khỉ đột này có ảnh hưởng bất lợi đối với một quần thể nhỏ như vậy. 12. Rùa biển da lưng. Rùa biển da lưng là loài rùa biển lớn nhất được tìm thấy trên trái đất, được đặt tên vì mai rùa của chúng giống như da chứ không phải là vỏ cứng, không giống như các loài rùa khác. Nó được tìm thấy khắp nơi trên thế giới nhưng có xu hướng xuất hiện ở các khu vực của vùng nhiệt đới trên toàn cầu. Tình trạng rùa da lưng, theo IUCN, được liệt kê là sẽ nguy cấp, nhưng nhiều quần thể phụ, chẳng hạn như ở Thái Bình Dương và Tây Nam Đại Tây Dương, là cực kỳ nguy cấp. Từng có hơn 120.000 con rùa biển da lưng cái trưởng thành. Nhưng ngày nay số lượng giảm xuống chỉ còn khoảng 20.000 con và con số đó tiếp tục giảm, sự phân bố của chúng rộng khắp. Tuy nhiên, số lượng rùa da lưng đã giảm sút nghiêm trọng trong thế kỷ trước do hoạt động khai thác trứng và đánh bắt cá dữ dội. Đánh cắp trứng rùa biển da lưng của con người và săn bắn trái phép có lẽ là hai lý do phổ biến nhất khiến loài rùa này sắp tuyệt chủng. 13. Hổ Siberia. Hổ Siberia là loài mèo lớn nhất được tìm thấy trên thế giới. Hổ Siberia còn được gọi là hổ Amu, hổ Mãn Châu, hổ Hàn Quốc và hổ Usurian. Tùy thuộc vào khu vực nơi các cá thể được quan sát, nó có thể nặng tới 650 pao. Loài hổ này có thể được tìm thấy trong rừng Bạch Dương của Nga và Viễn Đông Trung Quốc và Triều Tiên. Những con hổ này thường sống ở những khu vực có nhiệt độ mùa đông cực kỳ lạnh, một số có thể lên tới âm 50 độ F. 14. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là loài lưỡng cư lớn nhất thế giới. Nó có thể phát triển dài tới 6 feet chiều dài và nặng hơn 140 pao. Nó hoàn toàn sống dưới nước và là loài đặc hữu của các suối và hồ trên núi đá ở lưu vực sông Dương Tử miền Trung Trung Quốc. Chúng đẻ 500 quả trứng cùng một lúc. Trứng của chúng được tìm thấy trong các hang dưới nước. Nó được coi là cực kỳ nguy cấp trong tự nhiên do mất môi trường sống, ô nhiễm và thu thập quá mức. Vì nó được coi là một món ăn ngon, người ta sử dụng kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc làm thực phẩm. Và chúng cũng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. 15. Chú chim dodo nhỏ, Cardidunculus sigiro, Didunculus, còn được gọi là Manume và tên chi Didunculus có nghĩa là dodo nhỏ. Chim đô đổn hay còn gọi chim bồ câu có răng là một loài chim bồ câu sẫm màu với bàn chân màu đỏ và da trần màu đỏ xung quanh mắt. Loài chim này có nguồn gốc từ Samoa và khá nhỏ, chỉ dài 12 inch, nó đã được chứng minh là gần giống chó dodo về mặt di truyền. Chim bồ câu có răng được đánh giá là cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN. Các cuộc khảo sát cho thấy 70 đến 380 cá thể sống sót trong tự nhiên và hiện không có quần thể bị nuôi nhốt. Bạn có biết rằng tất cả các loài động vật được liệt kê ở trên đều nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng? Mặc dù chúng là loài phổ biến nhất trong số các loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chắc chắn có nhiều loài khác cũng đang tồn tại ở đó, bao gồm cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất được liệt kê ở trên. M68 TV Science cảm ơn bạn đã xem video này. Các bạn bấm đăng ký kênh để xem được thêm nhiều video hấp dẫn khác của M68 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.